Hiện nay tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa và cây trồng vụ mùa năm 2024. Cùng với đó bà con nông dân tiếp tục gieo trồng cây màu vụ đông 2024, 2025 và chuẩn bị cho kế hoạch gieo trồng vụ đông xuân năm 2025. Đến cuối tháng 10 năm 2024, các địa phương trong tỉnh đã thu hoạch được hơn 146.700 ha cây trồng vụ mùa, đạt 95%. Trong đó, diện tích lúa đã thu hoạch 109.900 ha, đạt 98% ngô 11.080 ha đạt 90%, lạc 1.200 ha đạt 87%, rau đậu 14.050 ha đạt 98%, khoai lang 1.250 ha. Đa số các huyện đã thu hoạch xong diện tích cây trồng vụ mùa. Diện tích cây trồng chưa thu hoạch chủ yếu là trà lúa muộn, lúa nếp đặc sản dài ngày tại các địa phương như Mường Lát, Vĩnh Lộc, Hà Trung và các loại rau gối lứa, gối vụ, cùng với việc đẩy nhanh tốc độ thu hoạch cây trồng vụ thu mùa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục gieo trồng, chăm sóc cây vụ đông đảm bảo tiến độ và lịch thời vụ. Đến nay tỉnh Thanh Hóa hiện mới gieo trồng được hơn 35.000 ha cây vụ đông, đạt hơn 75% kế hoạch cả vụ.